Thưa quý vị, một đàn chim sắt mang số hiệu MiG-31 của Nga đang bay thong dong trên bầu trời Biển Đen là nỗi khiếp sợ đối với những anh thợ săn như Mỹ và Kiev. Bởi vì bên mình những con chim sắt ấy là một con dao găm mang tên Kinhan, một siêu tên lửa của Nga chưa có đối thủ, được Moscow trang bị, sẵn sàng hủy diệt bất cứ mục tiêu nào. Mỹ đã phải mếu máo thừa nhận rằng rất muốn tiêu diệt loại tên lửa Kinhan này, nhưng nó quá vượt trội, quân đội Washington chưa đủ khả năng để làm điều đó. Chưa hết bàng hoàng với tên lửa của Nga thì Mỹ đã bị dắt sang một bất ngờ khác khi mà Hungary giờ đây lại tay bắt mặt mừng với Tổng thống Putin. Liệu mối quan hệ giữa NATO và Hungary còn khăng khít hay không? Hãy cùng mắt thần tìm hiểu điều đó ngay sau đây. Mỹ thừa nhận sợ bị Kinhan Nga vặt đầu ở Biển Đen. Là một phần trong chiến lược mới nhằm đảm bảo an ninh ở khu vực Biển Đen, Tổng thống Nga Putin tuyên bố bắt đầu tuần tra vùng biển này bằng máy bay chiến đấu MiG-31 được trang bị tên lửa siêu thanh Kinhan bất khả chiến bại. Tổng thống Nga Putin cho biết, lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ bắt đầu tuần tra vùng trung lập trên không phận Biển Đen. Máy bay MiG-31 được trang bị hệ thống tên lửa siêu vật âm Kinhan cũng sẽ tham gia sứ mệnh này. Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh rằng thông báo này không nhằm mục đích đe dọa mà là một phản ứng của Nga trước tình trạng bất ổn leo thang. Có lẽ là để đưa ra quyết định này thì Tổng thống Putin đã nhìn thấy được những hành động của Mỹ ở Ukraine, cho thấy Washington đang ngày càng can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột. Ông Putin cũng đề cập đến việc Mỹ triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay tuyến địa Trung Hải để hỗ trợ Israel sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas là một yếu tố dẫn tới quyết định của Moscow. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định các cuộc tuần tra của lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ giúp thực hiện việc kiểm soát đối với các diễn biến ở địa Trung Hải. Trong khi đó, thì Kinhan là tên lửa siêu thanh được thiết kế để phóng từ trên không và có thể đạt tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Điều này khiến tên lửa cực kỳ khó bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Đây được coi là một hành động đánh tiếng rất lớn trong việc hạ nhiệt một số kẻ hiếu chiến nhất định ở phương Tây và có thể coi đó là lời cảnh báo đầy đủ cho phương Tây không nên làm như vậy, thậm chí hãy nghĩ tới việc đưa ra bất kỳ quyết định thiếu sáng suốt nào trong việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao phải tuần tra trên không? Bằng cách này, thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra được giảm thiểu, phi hành đoàn có khả năng bắn trúng nhiều mục tiêu hơn. MiG-31 được trang bị Kinhan là một hệ thống chiến đấu tiên tiến nhất không nơi nào sánh được. Oparin, người hiện đang giữ một ghế trong Hội đồng Công thuộc Bộ Quốc phòng Nga, cho biết với hãng tin TASS. Ông đã so sánh với thời điểm của Thế chiến thứ nhất, khi Nga đưa vào sử dụng tàu chiến đấu trên không đầu tiên trên thế giới chở bom, đại bác và súng máy. Đơn vị không quân đầu tiên đó đã báo trước sự ra đời của ngành hàng không tầm xa của Nga ngày nay. Ngoài ra thì nó còn bắt đầu một truyền thống. Truyền thống này ở nước Nga ngày nay, việc sử dụng các hệ thống máy bay chiến đấu tiên tiến sẽ hạ nhiệt một số kẻ nóng nảy trong phương Tây và đưa ra cảnh báo đủ nghiêm túc trước khi ý nghĩ sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể xuất hiện trong đầu bất kỳ ai, Oparin nói. Vậy siêu tên lửa đó có gì mà lại khiến người Mỹ ghê răng đến vậy? Máy bay chiến đấu MiG-31 được trang bị tên lửa siêu thanh Kinhan, được biết đến với hiệu suất cao và khả năng chiếm ưu thế trên không vượt trội. Chúng được triển khai thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn những mục tiêu phức tạp trên không. Máy bay có trọng lượng rỗng đạt 21,8 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 46,2 tấn. MiG-31 trang bị hai động cơ Solovay D-30F6 cho phép bay với tốc độ tối đa là 3.000 km/h và leo cao với tốc độ là 208 m/s, bán kính chiến đấu là 720 km và phạm vi hoạt động là 3.300 km. Kinhan có chiều dài 6 m, đường kính thân 0,8 m, trọng lượng khoảng 2,5-3 tấn với khối lượng đầu đạn mang theo là 500 kg. Tên lửa có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và hạt nhân. Tên lửa chủ yếu được thiết kế để mang trên máy bay ném bom Tu-22M3 và tiêm kích đánh chặn MiG-31K. Kinhan trang bị một động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, tầm bắn là 2.000 km. Phương thức hoạt động của Kinhan liên quan đến việc phóng từ máy bay ở độ cao và tốc độ lớn. Khi được phóng, tên lửa sử dụng động cơ để tăng tốc lên tốc độ siêu thanh và leo lên độ cao lớn. Sau đó, Kinhan sử dụng hệ thống dẫn đường để điều hướng đến mục tiêu và thực hiện các thao tác lật tránh để tránh bị đánh chặn. Khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa giải phóng đầu đạn, có thể là đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.
Nhưng đây không phải lần đầu Kinhan ra trận, trước đó nó đã gặt hái được nhiều thành tích vẻ vàng. Vì thế mà mỗi lần nghe tới, Mỹ đều phải nhìn lại quá khứ mà dè chừng. Cách đây không lâu, Kinhan đã làm nuốt chửng một hệ thống phòng không Patriot của Mỹ ở Ukraine. Nó là một cú sốc của quân đội Kiev khi mà chỉ mới được Mỹ và Liên minh Đức, Hà Lan cung cấp thì nó đã bị biến thành đống sắt vụn. Và đặc biệt là Kiev hiện không có vũ khí nào có khả năng bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinhan. NATO lục đục vì Hungary theo Nga. Gần đây tại Bắc Kinh, Thủ tướng Hungary là Viktor Orbán đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi phần lớn EU và các nhà lãnh đạo phương Tây đều muốn tránh tiếp xúc với Tổng thống Putin, nhưng Hungary lại làm điều ngược lại, vì thế mà điều này đã khiến cho NATO phải họp khẩn trong đêm. Cuộc họp trên có sự tham gia của đại sứ tất cả các nước thành viên NATO và đại sứ Thụy Điển tại thủ đô Budapest. Các nhà lãnh đạo NATO đã thảo luận về những lo ngại an ninh đối với mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa NATO với Nga và cả Liên minh châu Âu. Đại sứ Mỹ tại Hungary David Bradman cho biết, Washington mong muốn chính phủ Hungary xem xét nghiêm túc những mối lo ngại an ninh chính đáng, đồng thời gọi cuộc gặp giữa ông Putin và Thủ tướng Orbán là đáng lo ngại. Trước đó, thì ông Bradman đã đăng tải một bức ảnh trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, chụp Thủ tướng Orbán và Tổng thống Putin bắt tay nhau với chú thích rằng Thủ tướng Hungary đang chọn đứng về phía Nga. Chánh văn phòng của Thủ tướng Hungary Gergely Kuriat sau đó nói với kênh ATV rằng đại sứ Mỹ không có thẩm quyền quyết định chính sách đối ngoại của Hungary vì đó là công việc của chính phủ Hungary. Theo đại sứ Mỹ, NATO và Thụy Điển, nước đang chờ được Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ phê duyệt để gia nhập Liên minh quân sự, đều lo ngại bởi Thủ tướng Orbán đã gặp Tổng thống Putin khi Nga đang gây chiến với Ukraine. Nếu có lo ngại chính đáng về an ninh, chúng tôi sẽ thông báo cho các đồng minh và mong họ xem xét nghiêm túc, đại sứ Mỹ nói. Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Hungary Orbán gặp nhau tại Bắc Kinh, bên thềm diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ ba. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Hungary kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Cuộc gặp này dường như là một điều có lợi cho Tổng thống Nga, người có thể coi đó là một dấu hiệu cho thấy sự đoàn kết trong EU về việc ủng hộ Ukraine và việc nước này lên án Nga vì đã khơi mào chiến tranh là sai lầm. Tổng thống Putin nói rằng, mặc dù cơ hội duy trì quan hệ với một số nước bị hạn chế trong tình hình địa chính trị hiện tại, nhưng điều đó khiến chúng ta hài lòng là chúng ta đã cố gắng duy trì và phát triển mối quan hệ với nhiều nước châu Âu, trong đó có Hungary. Trong những thập kỷ qua, quan hệ giữa Moscow và Budapest chỉ được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của nhau, ông Putin nói trong cuộc gặp, đồng thời lưu ý rằng mối quan hệ giữa Nga với nhiều nước châu Âu được duy trì và phát triển. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về quan hệ song phương, việc vận chuyển khí đốt, dầu cũng như năng lượng hạt nhân. Ông Orbán khẳng định Budapest chưa bao giờ muốn đối chọi Moscow mà chỉ muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng đối với châu Âu là phải chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, các lệnh trừng phạt đối với Nga và dòng người tị nạn. Trong khi hầu hết các nước láng giềng của Hungary ở Trung Đông và châu Âu đã có những bước tiến lớn để loại bỏ năng lượng của Nga, thì ông Orbán đã nỗ lực duy trì và thậm chí là tăng nguồn cung cấp khí đốt và dầu của Nga, cho rằng chúng rất cần thiết cho hoạt động của nền kinh tế Hungary. Ông nói, chúng tôi đang làm những gì có thể và cố gắng cứu những gì có thể trong các mối liên hệ song phương của chúng ta, đồng thời lưu ý đến kế hoạch mở rộng nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary của tập đoàn năng lượng hạt nhân nước Nga là Rosatom. Dự án sẽ được tài trợ bằng khoản vay trị giá 10 tỷ euro từ ngân hàng nước Nga. Hungary là thành viên Liên minh châu Âu EU và NATO, song từ chối hỗ trợ vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine sau khi chiến sự bùng phát. Hungary nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga cũng như tranh cãi với các thành viên khác về hỗ trợ Ukraine. Thủ tướng Orbán đã được đánh giá là nhà lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 quốc gia thành viên EU. Ông từng tuyên bố Hungary sẽ duy trì quan hệ kinh tế với Nga, nhận định Moscow không phải mối đe dọa an ninh với Budapest. Trong một bài đăng trên Facebook của mình, thì ông Orbán đã nhắc lại lời kêu gọi lâu dài của mình về một lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình ngay lập tức ở Ukraine, mặc dù ông không cho biết một thỏa thuận như vậy có ý nghĩa gì đối với an ninh hoặc là toàn vẹn lãnh thổ trong tương lai của Ukraine. Ông Orbán viết, ở châu Âu ngày nay, một câu hỏi hiện lên trong đầu mọi người, liệu có ngừng bắn ở Ukraine hay không? Đối với người Hungary chúng tôi cũng vậy, điều quan trọng nhất là làn sóng người tị nạn, các lệnh trừng phạt và giao tranh ở nước láng giềng của chúng tôi phải chấm dứt.
Putin thực hiện chuyến đi hiếm hoi ra khỏi Nga, đang tổ chức một cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo khác đã đến Bắc Kinh tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường, đồng thời cũng sẽ hội đàm với Tập Cận Bình. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cũng cho biết ông đã có một cuộc gặp ngắn với Putin, một cuộc gặp cũng có thể gây lo ngại ở châu Âu. Dưới thời Vučić, Serbia ngày càng rời xa mục tiêu đã tuyên bố là gia nhập EU và đang tiến gần hơn đến Nga và Trung Quốc về mặt kinh tế và chính trị. Serbia đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của EU đối với Moscow, mặc dù Vučić nói rằng Serbia tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Cả Trung Quốc và Nga đều là những nhà cung cấp vũ khí chính cho quân đội Serbia vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở tỉnh Kosovo, là một trong những mối lo ngại chính về an ninh của phương Tây đối với sự ổn định trong khu vực. Ukraine thất thoát 1/3 lô hàng viện trợ nhân đạo cho quân đội. Theo một tài khoản Resident trên Telegram chia sẻ, mọi người đều kiếm tiền từ cuộc chiến ở Ukraine. Điều này càng khiến mọi người cảm thấy kinh tởm hơn khi chứng kiến các quan chức, chính trị gia, tình nguyện viên kiếm được tiền thông qua đổ máu. 1/3 hàng viện trợ nhân đạo đã biến mất trên đường đến các đơn vị quân đội. Theo cơ quan hải quan, cơ quan thực hiện cuộc kiểm tra chung với Bộ Quốc phòng, trong số 9.000 trường hợp được kiểm tra trong 9 tháng năm nay, đã xác định được hơn 3.000 trường hợp không nhận được hỗ trợ. Dữ liệu này đã được bàn giao cho cơ quan thực thi pháp luật. Cuộc điều tra do Cơ quan Hải quan Nhà nước cùng Bộ Quốc phòng Ukraine thực hiện cho thấy, 1/3 chuyến hàng viện trợ nhân đạo quyên góp cho quân đội trong năm qua đã không đến được mục tiêu. Từ đầu năm tới nay, hơn 9.000 chuyến hàng viện trợ nhân đạo cho 200 đơn vị quân đội đã được ghi nhận. Nhưng theo kết quả điều tra, không có bằng chứng cho thấy 3.000 chuyến hàng trong số trên đã đến được đơn vị quân đội mục tiêu. Báo cáo trên được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh phương Tây yêu cầu Ukraine đẩy mạnh loại bỏ tình trạng tham nhũng cấp cao trong chính phủ như là một điều kiện trước khi gia nhập Liên minh châu Âu, cũng như khi một số nước yêu cầu Ukraine phải minh bạch hơn với viện trợ nước ngoài. Một vụ bê bối tham nhũng lớn có thể gây nguy hiểm cho hàng chục tỷ đô la Mỹ mà Mỹ và các đồng minh hứa hẹn đổ vào Ukraine để trang bị cho binh sĩ Ukraine hay trả lương công chức. Nó cũng có thể nhấn chìm sự ủng hộ của các chính đảng và người dân Mỹ dành cho Kiev. Tổng thống Zelensky, người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019 với lời hứa cải cách và chống tham nhũng, đã có quyết định thay đổi nhân sự trong chính phủ và lực lượng chấp pháp sau các bê bối gần đây, như việc sa thải lãnh đạo cơ quan tuyển quân trên cả nước hay bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Rennikov. Trong báo cáo năm 2021 về tham nhũng trên toàn thế giới, Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã xếp Ukraine đứng thứ 122 trên 180 quốc gia, trong đó 180 là tham nhũng nhất. Người Ukraine coi tham nhũng là vấn đề nghiêm trọng thứ hai của đất nước, chỉ sau xung đột với Nga, theo cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev thực hiện trong năm nay. Kể từ khi xung đột nổ ra, tỷ lệ người Ukraine nói rằng họ sẵn sàng đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình khi tiếp xúc với các quan chức đã tăng gấp đôi, từ 26% vào năm 2021 lên 52% trong năm nay.